Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của shop bán phụ kiện đồ chơi nhá, phụ kiện săn bẫy nhá. Trong clip hôm nay xin giới thiệu với các bác cái mẫu loa mồi chim. Loa bẫy chim nhá, loa bẫy chim, loa mồi chim. Cái mẫu loa E388 nhá. Mẫu loa E388, mẫu loa rèn gì? Mẫu loa rèn gì với cái âm thanh lớn nhất nhá các bác nhá. Mẫu loa rèn gì với âm thanh lớn nhất nhá. Cụ thể cho các bác xem nhá. Nói chung là shop mình này chuyên về loa bẫy chim, loa điều khiển từ xa nhá các bác nhá. Có rất là nhiều mẫu, đủ các mẫu luôn. Các bác truy cập vào kênh, các bác bấm vào cái danh sách phát đấy là loa bẫy chim, loa mồi chim, thì có rất nhiều các mẫu loa để cho các bác lựa chọn nhá. Q92, Q93, 898, 388, rất là nhiều. 100, 101 nhá. Đối với cái mẫu loa này ấy, thì nó là loa E388B. Đây, đây là cái vỏ bao bì của nó nhá. Vỏ bao bì của nó, thực chất ra ấy, nó sẽ, cái vỏ này nó sẽ dùng cho ba cái mẫu loa, đó là E900 này, E388A và E388B. Thì ở phía trong ấy, nó là cái loa E388B với cái màu rèn ri như này nha các bác nhá. Đây là cái phụ kiện, đây là cái bao bì của nó nhá. Bao bì này đấy nha. Thì bây giờ tôi sẽ mở ra ở bên trong để cho các bác nắm được rằng là bộ loa này có những cái phụ kiện gì nhá, phụ kiện gì đi theo. Đây là bên trong các bác nhá. Bên trong thì sẽ là đây. Với cái dòng loa này thì nó là dòng loa trợ giảng có hỗ trợ điều khiển từ xa, hay gọi là loa điều khiển từ xa có hỗ trợ mic trợ giảng đấy. Thì cái này gọi là cái mic trợ giảng này các bác này. Trợ giảng hoặc bán hàng. Dùng giáo viên thì dùng trong việc trợ giảng, còn anh em bình thường thì dùng trong việc bán hàng hay là phát thanh ngôn nhá, phát thanh viên đấy nhá. Đầu tiên là cái thân loa. Thân loa này ấy, thì sẽ nằm sẵn trong cái túi rèn ri các bác nhá. Nằm sẵn trong túi rèn ri như này, túi vải rèn ri. Túi vải rèn ri này thì có cái dây đeo. Đây có dây đeo như này nhá các bác nhá. Đấy, dây đeo. Dòng loa này là dòng loa bằng nhựa. Đây. Cái này thì các bác lưu ý là nó chỉ có một mẫu túi chung rồi thôi. Nó vừa chạm thôi, không có thừa nhiều đâu. Vừa chạm vừa dán là mới ít thôi nhá các bác nhá. Đây, đây là cái thân loa này. Tiếp theo đó là cái cục sạc điện cho loa nhá, cục sạc điện cho loa. Đối với dòng loa này ấy, thì sẽ dùng cái cục sạc điện có cái chỉ số kỹ thuật của nó là DC 10V. DC 10V các bác nhá. Thế còn pin trong loa này thì nó là pin 7,4V. Chúng ta nhận nguồn sạc là DC 10V. Tiếp theo là cái dây dù. Cái dây dù để đeo loa. Trong trường hợp các bác mà không muốn đeo bằng cái túi vải này, không muốn đeo bằng túi vải này, các bác lấy cái loa không ra phía ngoài, thế nó không ra phía ngoài như thế này nhá. Thì sẽ có chỗ hai bên này này. Hai bên này nó sẽ có cái móc này để cho các bác móc dây dù này vào để đeo nhá. Móc dây dù vào để đeo. Đây, có cái móc này. Thì đây là dây đeo loa nhá. Đây tôi để sang một bên. Và cái quan trọng nhất đó là cái remote, hay là gọi là cái tay điều khiển nhá các bác nhá. Cái điều khiển hay là cái remote, đó là cái quan trọng nhất. Đối với dòng loa này gọi là dòng loa, tên của nó là loa E388 các bác nhá. Trên này nó có tên này. E388. Loa này gọi là loa E388 các bác nhá. Loa E388 màu rèn ri. Rồi. Các bác thấy rất là rõ ràng nhá. Loa E388. Đấy, E388. Màu xanh rèn ri hay gọi là màu bồ đội ấy, màu rèn ri truyền thống ấy nhá. Đây. Đây là bản hình ảnh thực tế cái loa nha các bác nhá. Hình ảnh thực tế cái loa. Đây. Thì cái này đấy, đối dòng loa này là nó có ưu điểm, nó là âm thanh lớn nhất. Thì khi anh em mua loa này thì anh em nói là để cho tôi một cái loa E388 mẫu loa đứng nhá. Cái này gọi là mẫu loa đứng này các bác này. Có cái này chiều cao nó sẽ dài hơn là cái chiều ngang. Đấy, chiều ngang này thì gọi là mẫu loa đứng. Còn đối với cái mẫu 898 thì chiều ngang nó này dài hơn chiều cao thì nó là mẫu loa nằm nhá. Thì đây là cái mẫu loa đứng. Mẫu loa đứng E388 có một nút vặn nhá. Có một nút vặn này này các bác này nhá. Đấy. Giờ tôi sẽ giới thiệu cụ thể cho các bác sơ lược về cái loa này nhá.
đây là tay điều khiển này. Khi các bác mua loa thì sẽ có giấy hướng dẫn bằng tiếng Việt cho các bác để các bác nắm được rằng trên này có những cái nút nào, chức năng là gì. Cái tay điều khiển này nó phiên bản tiếng Anh thôi, còn một số lô hàng này có phiên bản tiếng Trung nhé. Ở trên loa này, đặc điểm của cái loa này ấy, đó là cái loa phát âm thanh lớn nhất, phát âm thanh lớn nhất. Và trên thần thân loa, trên thân loa có các nút bấm để cho các bác chọn bài. Đây, trên thân loa có đủ các nút bấm để cho các bác chọn bài nhé. Đầu tiên là cái hàng nút bên này, hai hàng nút hai bên để các bác chọn bài. Thì nó sẽ có số cho các bác này: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 0 nha, và 0. Thế còn những cái nút nào mà trên số 10 thì các bác phải bấm nhanh tay hai lần. Ví dụ như là 12 thì các bác bấm số 1 và số 2, 26 thì các bác bấm số 2 và số 6 nhé. Đây là hai nút, hàng nút hai bên. Cái ở giữa này, ở dưới này là cái màn hình hiển thị nhé, màn hình hiển thị. Đấy, màn hiển thị là CD này. Tiếp theo ở giữa này là có 5 cái nút điều chỉnh cho các bác, 5 nút điều chỉnh cho các bác. Bao gồm cái nút mà nút có mũi tên xoay này, mũi tên xoay này, đấy nhá. Thì gọi là cái nút chuyển chế độ phát, chuyển chế độ phát. Còn cái nút mà ở giữa có hình ôm vuông này là nút gọi là nút sit top này. Còn hai nút hai bên thì là nút lách tới và là nút lách lui. Đấy là các bác bấm một lần, bấm một cái. Thế còn trường hợp mà các bác bấm giữ thì nó sẽ là tăng âm lượng hoặc giảm âm lượng nhé các bác nhé. Thế còn nút ngoài cùng này, mũi tên có hai dấu gạch này, play bao ship thì gọi là nút play hay là nút tạm dừng. Khi các bác bấm nó đang chạy, các bác bấm vào thì nó sẽ tạm dừng lại. Còn nó đang tạm dừng, các bác bấm vào thì nó sẽ lại phát lại cho các bác nhé. Thế còn khi các bác bấm vào nút hình ôm vuông này và nó sẽ tạm dừng lại, và các bác bấm vào đây thì nó sẽ phát lại từ bài đầu tiên, phát lại từ bài đầu tiên. Đấy. Thế còn những cái nút vào đây này thì các bác bấm vào đây, sau các bác bấm vào đây lần nữa thì nó tiếp tục có phát nhé, phát tiếp tục. Cũng giống như tất cả các loa khác, cái loa này nó sẽ chạy dữ liệu bằng hai cổng, đó là cổng USB, cổng USB và cổng thẻ nhớ TF. Thẻ nhớ thì sẽ dùng cái thẻ nhớ trực tiếp. Đấy, thẻ nhớ trực tiếp, thẻ nhớ nhỏ điện thoại thôi các bác nhé, thẻ nhớ nhỏ này, thẻ nhớ trực tiếp này. Khi các bác cắm vào, các bác để ý giúp tôi cái chiều có chữ của thẻ này thì các bác quay ra ngoài, đây là mặt ngoài này, quay ra ngoài như này. Còn cái chiều dữ liệu thì quay ra phía sau, các bác cắm đúng khe này. Đấy. Khi các bác cắm này thì móng tay ấn nó xuống, nó vẫn có độ lẩy lạch tạch nhá. Khi nó ngậm ở dưới rồi là nó bằng phẳng như này. Các bác nhúp mà không có chỗ nhúp thì muốn lấy ra thì các bác ấn một lần nữa, ấn một lần nữa thì nó sẽ nhả ra cho các bác nhé. Rồi, đây là cái dâu anten. Dâu anten nằm vị trí này. Dâu anten này sẽ dùng cho các bác khi các bác bắt đài FM. Thế còn đây là cái tần số, cái thông số của cái loa này các bác này. Thông số của loa này nhé. Cái này thì nó nói là chạy tới 48W điện DC 10V này. Nhưng mà cơ bản nó là tiếng Trung, là tiếng Trung các bác nhé. 410g, nguồn pin 7,4V, nguồn pin của nó là 2600mAh nha các bác. Đấy, đây là những cái thông số của nó. Đấy, các bác nghiên cứu thêm nhé. Bên cạnh này sẽ là cái chân cắm dây sạc, cắm dây sạc nhé. Đấy, cắm dây sạc DC, DC 10V các bác nhé. Đây, các bác cắm vào đây, cắm sạc này. Và bên cạnh này nó sẽ có cái đèn LED, đèn tín hiệu. Khi các bác cắm sạc vào thì đèn này nó sẽ báo sạc là xanh đỏ nhấp nháy, là đang báo sạc. Khi nào đèn này lên màu xanh thì là có pin ở trong đã đầy, cái pin ở trong đã đầy. Đây. Còn phía bên này, phía bên này thì cái loa này nó sẽ có hai lỗ cắm cho các bác, một lỗ cắm tai nghe, một lỗ cắm mic. Các bác cứ cắm thử, lỗ này không đúng thì nó cắm lỗ trên, cái này tôi không nhớ kỹ. Hình như là cái lỗ trên này là cái lỗ cắm mic này, nó dưới lỗ cắm tai nghe. Thì cái loa này nó có chức năng truyền âm thanh sang loa khác, sang thiết bị khác. Khi các bác cắm dây truyền vào đây là nó sẽ ngắt toàn bộ âm thanh của cái loa này, nó truyền sang loa khác. Thì đối với cái loa này thì anh em còn ứng dụng trong cái việc là truyền sang loa phóng, truyền sang loa phóng nhỏ, ví dụ như loa phóng 10W của Việt Nam ấy, nó bé bé bằng bàn tay này, để dọi âm thanh đi xa hơn được. Thì lấy cái loa phóng đấy cắm trực tiếp vào đây, nó sẽ có được nhé các bác nhé.
Thì đây trong loa này đã có thẻ nhớ, tôi khởi động lên cho các bác xem nhé. Khi khởi động lên thì nó sẽ đầu tiên hiện lên chữ HI. HI này. Xong bắt đầu nó chuyển sang chế độ của thẻ. Đây là TF này, và nó phát luôn nhé. Phát luôn. Đấy. Đây nút này là nút lách. Lách tới này. Lách tới này, lách lui này. Tạm dừng này. Tạm dừng đây các bác nhé. Tạm dừng đây. Thế còn trường hợp các bác mà cái loa này ấy, khi nó phát, nó sẽ phát ở chế độ là phát hết bài 1 nó tự sang bài 2 nhá, tự chuyển sang bài 2. Thế còn các bác mà muốn nó phát một bài duy nhất thì các bác sẽ điều chỉnh ở trên cái tay điều khiển, trên tay điều khiển giờ mod, đó là các bác bấm vào nút C này. Đây. Các bác bấm vào nút C này. Và tay điều khiển này trước khi các bác bấm thì các bác bật về chế độ nút on giúp tôi, bật sang nút on. Và khi các bác bấm này thì đèn tín hiệu trên này sẽ nhá đỏ. Đấy. Các bác ấn này. Khi nào trên này hiện lên chữ on, O N E thì lúc đấy là cái loa chỉ bớt một bài. Và các bác bấm một lần nữa. Ở trên này hiện lên chữ A N N này thì là cái loa sẽ vớt tất cả các bài. Thế đây là dùng tay điều khiển thì các bác bấm nút C. Thế còn trường hợp các bác mà không muốn dùng tay điều khiển, các bác muốn dùng trên loa luôn thì các bác ấn giữ nút vào đây. Này, ấn giữ nhá. Ấn giữ. Đấy, nó chuyển sang on này. Ấn giữ một lần nữa lại chuyển sang A này. Và cứ luân chuyển như vậy nhá các bác nhá. Ấn giữ nút vào đây. Rồi. Thế còn tôi cho nó vào đây chạy tiếp này. Đấy. Thế còn cái nút ngoài cùng này là nút chuyển chế độ phát. Chuyển chế độ phát có nghĩa là bây giờ đang là thẻ nhớ. Nếu mà các bác cắm USB vào, các bác bấm vào đây nó sẽ chuyển sang chế độ phát USB. Thế còn đây không có USB thì nó sẽ chuyển sang phát đài FM. Đấy. Khi các bác bấm chuyển đây là chuyển sang cái độ phát đài FM nhé. Thế còn đài FM mà đang phát như này. Đây đang phát đài FM này. Các bác bấm vào cái nút C nhá, các bác bấm nút C này. Đấy, nó đang phát đài FM đang réo thì các bác bấm nút C là cái này nó sẽ tự động dò đài cho các bác. Nó dò là kênh nào nó sẽ khóa lại thành P1 P2 đấy, nên nó tự nó dò. Đấy, P2 này. Thì khi nó dò xong rồi thì các bác sẽ bấm vào cái nút next tới next lui. Thì lúc này là sẽ chuyển từ kênh này sang kênh kia nhé. Của FM. Thế cơ bản là cái chức năng FM. Các bác cái này tôi giới thiệu nhanh cho các bác thôi. Thế còn một số cái nào mà các bác chưa rõ thì các bác alo trực tiếp để được nhân viên của shop tư vấn kỹ hơn nhé. Mọi chi tiết thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại đang chạy ở dưới màn hình nhé. Ở phần phụ đề dưới màn hình nhé. Các bác liên hệ trực tiếp. Một trong các số điện thoại đấy, gọi không được số này thì các bác gọi sang số khác nhé. Khi các bác tắt nguồn đi, mở nguồn lên lại thì mặc định cái loa nó sẽ phát ra cái chế độ bình thường, đó là chạy ở thẻ nhớ và phát luôn.